Xin chào tất cả các bạn, mình đến từ Sapa Bánh chấm En, là trung tâm chuyên mua bán nhớt, vỏ xe, phụ tùng chính hãng và đồ chơi xe máy. Thương hiệu Racing Boy là một thương hiệu nổi tiếng tại Malaysia được rất nhiều anh em biker biết đến. Và trung tâm Hai Bánh tự hào là nơi chuyên cung cấp những mặt hàng đồ chơi xe chính hãng Racing Boy với đầy đủ như nhãn mác, tem hộp, kèm theo đó là chế độ bảo hành dài lâu. Sản phẩm Racing Boy với đầy đủ tem hộp, nhãn mác, tem và sách hướng dẫn. Sản phẩm chính được bao bọc cẩn thận, kèm theo đó là những phụ kiện đi kèm. Trong video clip này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta tự chỉnh cái phuộc Racing Boy dành cho xe tàu cho 50 tại nhà. Khi chúng ta mở hộp ra thì chúng ta sẽ có 3 gear đang chỉnh. Thì ở đây mình mở ra cho các bạn xem. 3 gear này để chúng ta dùng để chỉnh cái độ hồi của phuộc của lò xo. Vị trí chỉnh đầu tiên đó chính là chỉnh độ nén của lò xo. Ở đây chúng ta có một con ốc lục giác. Muốn lò xo nén ít hay nhiều thì chúng ta sẽ dùng cây lục giác. Mở con lục giác này ra. Còn xoay qua trái sẽ làm độ nén của lò xo ít hơn. Điều này sẽ khiến độ đàn hồi của lò xo kém đi. Xoay qua phải sẽ làm lò xo nén nhiều hơn. Điều này sẽ giúp cho độ đàn hồi của lò xo lớn hơn. Chức năng thứ hai đó là chỉnh lại độ hồi nhanh chậm của phuộc. Dưới đáy chân phuộc chúng ta có một núm chỉnh. Trên núm chỉnh có hai dòng chữ S và H. S tượng trưng cho soft là mềm và H tượng trưng cho hard là cứng. Còn muốn phuộc hồi lại chậm thì chúng ta vặn qua phải theo chiều chữ H. Nếu muốn phuộc hồi lại nhanh, chúng ta vặn qua trái theo chiều chữ S. Có tổng cộng 43 nút chỉnh. Để anh em có thể chỉnh nặng nhẹ tùy theo cái nhu cầu mục đích sử dụng. Và nút chỉnh thứ ba là chỉnh lại độ nén của dầu ít hay nhiều. Xoay sang phải theo chiều dấu cộng là dầu nén ít. Còn xoay sang trái theo chiều dấu trừ là dầu nén nhiều. Tương tự như cái phuộc Racing Boy có bình dầu thì đối với phuộc Racing Boy không có bình dầu, chúng ta chỉ chỉnh được độ hồi lại nhanh chậm của phuộc. Muốn phuộc hồi nhanh thì chúng ta dặn qua trái theo chiều chữ S. Muốn phuộc hồi lại chậm thì dặn qua phải theo chiều chữ H. Cũng với tổng cộng 43 nút chỉnh. Bây giờ mình sẽ gắn cái phuộc này lên chiếc Exciter và sau đó tinh chỉnh cho các bạn cùng xem. Vậy là mình vừa gắn cái phuộc Racing Boy Exciter 135 lên xe. Sau khi gắn vào mà mình chưa tinh chỉnh gì hết, bây giờ mình sẽ nhúng cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ chỉnh lại độ hồi lại nhanh chậm của phuộc trước. Với tổng cộng là 43 nút chỉnh thì chúng mình sẽ chỉnh khoảng 22 nút. Thì mỗi nút chỉnh mình sẽ nghe một cái tách nút nhỏ. Sau khi tinh chỉnh khoảng 22 nút thì mình thấy là phuộc nhúng nhanh nhưng hồi lại chậm hơn. Bây giờ mình sẽ tăng tới mức hồi chậm nhất để các bạn coi là phuộc nhúng như thế nào nha. Sau khi tăng mức hồi đến mức 43 thì bây giờ mình sẽ nhúng thử cho các bạn xem. Các bạn có thể thấy là phuộc gần như không hồi lại. Điều này chứng tỏ ở 43 nấc tăng chỉnh của phuộc Racing Boy có hiệu quả rất rõ ràng. Bây giờ mình sẽ tinh chỉnh để xem độ nén của dầu ít hay nhiều trên cây phuộc Racing Boy Exciter 135. Bây giờ lực nén dầu đang ở mức 0, chưa tinh chỉnh. Thì cái phuộc nhúng thế nào các bạn cùng xem. Phuộc nhúng rất nhanh, hồi rất nhanh. Bây giờ với 28 nước tăng chỉnh độ nén của dầu ít hay nhiều, mình sẽ chỉnh đến nước 14. Mình nhúng thử cho các bạn xem.
Rõ ràng các bạn thấy là xe đã nhún nhanh nhưng hồi chậm. Và bây giờ mình sẽ tăng tới mức cuối cùng là mức 28 để các bạn xem độ nhún của cây phụ như thế nào. Mình nhún thử cho các bạn xem. Rõ ràng là phụ không nhún. Dù mình đã cố gắng hết sức với việc có 28 nấc tăng chỉnh độ hồi lại ít hay nhiều của lực khí nén cho mình dầu, kèm với đó là 43 nấc tăng chỉnh độ hồi lại nhanh chậm của chân phụt đã giúp cho chúng ta thấy được sự tinh chỉnh tuyệt vời của cây phụt Racimo dành cho xe tơ 135 tùy theo mục đích nhu cầu sử dụng hàng ngày. Và lời khuyên của 6 hai bánh là chúng ta nên chỉnh phụt hồi lại chậm một chút để khi chúng ta chở nặng hoặc qua cái gờ giảm sốc ổ gà, phụt sẽ nhún nhẹ nhàng êm ái, không bị hiện tượng sàn lắc hay là đảo. Sản phẩm Racimo chính hãng dành cho tất cả những dòng xe phổ thông đang có bán tại tất cả 5 chi nhánh của 6 hai bánh. Các bạn hãy lựa chọn những nơi có uy tín như là 6 hai bánh để mua những dòng sản phẩm Racimo chính hãng, tránh bị hiện tượng là mua dầm hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, dễ gây nguy hiểm khi tham gia giao thông.